muốn ăn cơm trắng cá trôi thì về Đại Bái đánh nồi với anh. Muốn ăn cơm trắng cá ngần thì về Đại Bái cầm cân muôn đồng. Những câu ca dao trên như một lời mời gọi du khách Phật tử gần xa về với làng nghề gò đúc đồng Đại Bái, hay còn gọi với tên nôm làng Bưởi Nồi, nay thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đại Bái xưa còn gọi là Văn Nãng, nằm trên dải đất cao bên bờ Bái Giang. Nơi đây không chỉ nổi tiếng về nghề gò đúc đồng mà còn là quê hương của những tướng quân nỗi nạc tài cao đức trọng. Đây cũng là nơi hiện còn đang lưu giữ nhiều quần thể di tích lịch sử thiêng liêng như Đình Văn Nãng, Đình Diêm Lộc, Chùa Diêm Phúc, Lăng mộ Tổ sư Nguyễn Công Truyền, Điếm Sôn, Giếng Ông Gióng, là những minh chứng dấu tích cho bề dày lịch sử của mảnh đất này. Lễ dỗ tổ chùa Diêm Phúc Đại Bái được diễn ra vào 26 tháng 3 hàng năm. Đây là một đại lễ lớn thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến tham gia và tham quan làng nghề. Năm nay, chùa Diêm Phúc tổ chức đại lễ lớn với 500 mâm cỗ chay để tiết đãi dân làng và du khách Phật tử gần xa. Vào những ngày này, người dân của làng nghề Đại Bái không ai bảo ai, mỗi nhà từ 1 đến 2 người cùng nhau ra chùa chung tay làm cơm nhân ngày đại lễ. Khâu chuẩn bị thường diễn ra từ 2 đến 3 ngày trước khi diễn ra đại lễ. Bà con nhân dân quanh chùa thường đến trước 1-2 ngày để cùng gói bánh và cùng nhau làm công tác chuẩn bị. Đây là sân chính trước mặt Tam Bảo và các du khách thập phương đang dùng bữa. Nơi đây có sức chứa lên tới 150 mâm cỗ. Và đây là nơi đón tiếp du khách thập phương. Và phía sau là tổng khu hậu cung của chùa Diêm Phúc. Còn đây là ngôi nhà tu đã được xây dựng lại rất khang trang và rộng rãi. Cứ vào mỗi khóa lễ và khóa tu, nơi đây có sức chứa lên tới 500 người. Viên của chùa Diêm Phúc rất rộng lớn và được trồng nhiều loại cây ăn quả khác nhau. Nhân dịp đại lễ thì nhà chùa cũng dùng làm nơi tiếp đãi khách, có sức chứa lên tới 250 mâm cỗ. Năm nay 2023, chùa Diêm Phúc của làng nghề Đại Bái đang xây dựng lại ngôi Tam Bảo với quy mô trang nghiêm, rộng rãi và kiến trúc độc đáo hơn.
Đây là các Phật tử và các cụ đang dùng cơm tại sân hậu cung. Và đây là bữa cơm chay nhà chùa dùng để tiếp đãi du khách Phật tử. Chùa Diêm Phúc thì có đến hai cổng chùa. Đây là cổng phụ. Khi du khách ra khỏi cổng này, trách sang bên phải 30m, các bạn sẽ thấy cổng chính của ngôi chùa với tượng Mẹ Bồ Tát và đài sen được đứng tọa lạc tại chính diện của ngôi chùa. Chùa Diêm Phúc Đại Bái xin kính chào quý Phật tử và du khách gần xa. Kính chúc quý Phật tử và du khách sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại quý khách vào 26 tháng 3 hàng năm. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách.